phát hiện các con rắn khổng lồ quá dị trên Google. Đầu tiên chính là một con siêu to màu trắng nằm giữa hồ nước tại Amiens của nước Pháp. Nó đang nằm trong tư thế hình chữ U và nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thực tế, con rắn quái dị này chính là một tác phẩm điêu khắc nhằm tạo điểm nhấn cho hồ nước tại nơi này và cũng là nơi được các em vịt leo lên để nghỉ ngơi. Và thứ hai chính là một con rắn xanh lè xanh lét nằm giữa một công viên tại London của Vương quốc Anh. Con rắn này được khảm bằng những viên đá nhỏ với nhiều màu sắc và chính xác đây là một sân chơi dành cho trẻ em. Nhìn từ trên cao trông nó cũng hơi rợn rợn, nhưng khi lại gần thì ta nói cái mặt nó xấu đau xấu đớn, chưa kể là còn bị mớm với súng răng. Cuối cùng chính là một con rắn bị đứt làm ba khúc nằm tại New Mexico của Hoa Kỳ. Đây là một con rắn đu chuông nằm giữa đường quốc lộ. Nhìn từ trên cao trông nó thật quá dị. Và đây chính là danh lam thắng cảnh được xây dựng ven đường, như kêu các tài xế hãy chạy giảm tốc độ để không cán những em rắn đu chuông đứt kia làm ba.